Rồi, xin chào các bạn nhé. Vừa rồi thì công ty cổ phần xây dựng Việt Úc đã chia sẻ hình ảnh từ trên cao, chúng ta có thể thấy được cái tiến độ và cái chất lượng thi công của anh em bên mình khi thi công cho căn 2 tầng mái Nhật của anh Công tại xã Dương Quan của huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thì cái căn này thì có cái diện tích mái ngói dự kiến hoàn thiện là 265m² với hệ khung kèo 3 lớp, sử dụng hệ khung kèo thép nhẹ mang thương hiệu Việt Úc màu trắng. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đằng sau phía mình đây. Rồi, thế thì công trình này là cái công trình mà anh em bên mình đang triển khai dở dang. Nhưng có một hạng mục rất hay mà mình chưa từng chia sẻ trên cái kênh YouTube của mình. Đó là gì? Khi mà chúng ta triển khai thi công lắp đặt mái ngói kết hợp với lại hệ thống khung kèo năng lượng mặt trời, hệ thống xin lỗi các bạn, không phải khung kèo mà là hệ thống khung và tấm pin năng lượng mặt trời, thì cái giải pháp xử lý khi chúng ta sử dụng hệ khung kèo thấp nhẹ có phù hợp hay không thì mình sẽ chia sẻ ở đây. Mời các bạn theo dõi. Rồi thì xin hiện tại này mình đang đứng trên cái tầng nóc luôn, ở trên mái của công trình 2 tầng mái Nhật của anh Công tại xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng. Đây chúng ta có thể nhìn thấy khu vực trung tâm hành chính của Thủy Nguyên Hải Phòng ở đây. Đó. Thực sự là Thủy Nguyên kinh tế và sự phát triển quá chóng mặt luôn các bạn ạ. Đây chúng ta phía xa này, chúng ta nhìn phía nội thành của Hải Phòng đây, rất phát triển. Và hiện tại thì mình đang đứng ở trên nóc của công trình này. Và công trình này thì anh em mình đang cố gắng hoàn thiện phần khung cũng như đẩy nhanh tốc độ lợp ngói lên để có một cái hạng mục liên quan đến tại sao phải bên mình phải triển khai sớm hơn, đó là gì? Đó là gia chủ sử dụng lắp đặt một cái hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời ở đây. Thế thì cái hệ thống tấm pin năng lượng mặt trời ở đây thì nói thật với các bạn, bên rất nhiều công trình của Việt Úc thi công đã lắp đặt pin mặt trời rồi, nhưng ngày hôm nay thì mình tới đúng thời điểm mà anh em đang lắp đặt. Và tất nhiên giờ này thì anh em thợ thi công đã nghỉ rồi, tuy nhiên mình muốn chia sẻ một vài vấn đề mà khách hàng thường thường hay gặp phải và hay hỏi. Thì câu hỏi đầu tiên đó là gì? Khi sử dụng thép nhẹ thì có lắp tấm pin năng lượng mặt trời có dễ, là có phù hợp và có thuận lợi không? Thì mình xin trả lời là có các bạn nhé. Tại sao là có? Thì ở đây mình xin chia sẻ với các bạn là gì? Với hệ khung kèo thép nhẹ thì cái mật độ thanh nitơ, mật độ thanh cầu phong nó rất là dài luôn. Khoảng cách trung bình mà anh em mình đang triển khai lắp đặt bây giờ nó sẽ dao động khoảng độ tầm từ 1m hoặc là đến 1m2 các bạn ạ. Tùy từng nhà, tùy từng thỏa thuận hợp đồng với khách hàng. Đây các bạn nhìn đây, khoảng cách cái thanh cầu phong nhé. Thanh nitơ, thanh nằm ngang này là các thanh nitơ các bạn nhá, để bắn ngói, còn thanh cầu phong là các thanh đứng này này để đỡ cái thanh nitơ. Các bạn nhìn thấy rất dài luôn. Thế còn nếu chúng ta sử dụng sắt hòm hàn thì cái tỷ lệ cái mật độ khoảng cách cho thanh nitơ này nó sẽ thừa hơn rất là nhiều các bạn ạ. Mình xin khẳng định là thương nhiên, còn cái việc các bạn cố tình làm dày thì nó là vấn đề khác, nhưng mà mặt bằng chung các hệ khung kèo sắt hòm hàn thì thường mọi người sẽ không làm dày như này, mà hệ khung kèo thấp nhẹ thì có mật độ rất dày. Thì cái việc mật độ thanh nitơ cầu phong nó dày như này sẽ giúp chúng ta có nhiều điểm nó có thể trùng với vị trí bắn các ke đỡ của cái tấm pin năng lượng mặt trời hơn. Thì đấy chính là ưu điểm đầu tiên. Cái câu hỏi thứ hai là cái tấm pin năng lượng mặt trời có nặng không và có cần phải không, khung kèo thép nhẹ nó liệu có đảm bảo được khả năng chịu được hay không? Thì mình xin trả lời các bạn là với cái tấm pin năng lượng mặt trời này, với cái trung bình trọng lượng trung bình nó hình như là mình thì không chính xác, là mình không phải đơn vị sản xuất và thi công cái tấm pin năng lượng mặt trời, nhưng mà theo mình được hiểu biết thì nó chỉ nặng khoảng độ tầm 8kg trên 1m² thôi. Không biết có phải hay không, thì nếu mà mình nói sai thì các bạn những người trong nghề vì pin năng lượng mặt trời thông cảm cho mình nhé. Hoặc có thể comment để cho mình biết là con số là bao nhiêu. Nhưng mà mình cảm thấy mình nhấc lên rất là nhẹ các bạn ạ. Cái tấm pin năng lượng rất là nhẹ. Thế thì xin thưa các bạn là với cái tải trọng thiết kế của cái dòng khung kèo thép nhẹ này, cái tải trọng của ngói bên mình đang triển khai thiết kế và thi công nó là các cái dòng ngói 22 viên, tức là 45kg trên 1m² vẫn chịu tải rất là tốt các bạn ạ. Đấy. Còn cái dòng ngói đất nung trắng men như thế này thì nó chỉ khoảng độ tầm 30 cân trên 1m² thôi. Thì cộng thêm 8kg cái tấm pin năng lượng mặt trời nữa thì thực sự cái tải trọng thép nhẹ nó không phải là vấn đề để chúng ta quan tâm. Các bạn hoàn toàn yên tâm về mặt kết cấu thép nhẹ, nó có đủ tải cho thêm cái tải trọng của tấm pin năng lượng mặt trời nữa hay không các bạn nhé. Đó, đây là câu hỏi thứ hai. Hai câu hỏi, một là thép nhẹ có thuận lợi hay không, và hai là nó có chịu tải được không. Rồi, thế thì vấn đề bây giờ chúng ta sẽ quan tâm đến cái vấn đề là chúng ta sẽ xử lý cái vị trí tiếp giáp giữa phần mái ngói và các cái ke đỡ vít như thế nào. Đó, thế thì ở đây thì mình xin chia sẻ các bạn một chút như này, dựa theo những cái hiểu biết của mình thôi. Thế còn nếu mà có sai thì mong các bạn có thể tìm hiểu và thêm và thông cảm cho bên mình. Thế thì có hai cái các ke vít để liên kết giữa tấm pin mặt trời với cái hệ thống khung xương mái ngói các bạn nhé. Ke vít loại là cái vít đầu tiên là loại ke vít triển khai lắp đặt tấm pin mặt trời khi mái ngói đã hoàn thiện rồi. Tức là ví dụ như chúng ta có một ngôi nhà như thế kia. Đó. Và bây giờ gia đình gia chủ đi vào sử dụng rồi, thì về gia chủ muốn lắp pin năng lượng mặt trời thì đương nhiên là cái tấm pin năng lượng mặt trời đó chúng ta sẽ phải gắn trên hệ khung xương mái ngói. Thế thì lúc này chúng ta sẽ phải có một cái vít, ke vít này là ke vít xuyên ngói các bạn nhé. Ke vít xuyên ngói. Tức là bằng cách nào đó chúng ta sẽ phải xuyên qua tấm ngói đấy. Cái ke đấy nó phải có cái tính năng là xuyên qua tấm ngói đấy để bám vào hệ thống khung xương đỡ bên dưới.
đó, thì cái khung năng lượng mặt trời nó mới chắc chắn được. Đó thì đó là cái dạng ke vít xuyên ngói, và tất nhiên cái ke vít đấy nó sẽ có cái lớp gioăng cao su để xử lý cái điểm thấm tại vị trí cái lỗ khoan để mà bắn cái ke xuyên qua ngói đó. Đó. Thôi cái dạng thứ hai là cái dạng khi mà chúng ta làm đồng bộ, tức là chúng ta đang trong giai đoạn xây dựng nhà mới, chúng ta đang dựng khung như thế này mà chúng ta sẽ triển khai lợp ngói và chúng ta khéo kết hợp tiến độ giữa bên ngói và bên tấm pin năng lượng mặt trời, thì chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng một loại ke khác, là một loại ke chuyên dụng do đơn vị lắp đặt tấm pin mặt trời cung cấp. Đó, cái ke này nó là ke hình chữ Z các bạn nhá. Đó thì mình sẽ chia sẻ hình ảnh của nó ở đây, thực tế ở đây các bạn có thể tham khảo này. Đấy, đây chính là cái vị trí cái ke, ke chữ Z các bạn nhá, cái ke chữ Z để mà gọi là cái ke này, cái ke để lắp đặt trong quá trình thi công mái ngói luôn. Thế thì cái ke này nó có hình dạng là gì? Nó hình dạng chữ Z các bạn nhá. Nó gồm có từ đây này, phát điện đây, giật vào trong, giật lên trên. Đó, đây là hình ảnh mình chia sẻ thực tế tại công trình luôn. Thì cái ke này hình chữ Z, tại sao nó phải, và ngoài cái hình chữ Z ra nó sẽ hàn thêm một cái mặt bích ở đây nữa. Cái mặt bích này có tác dụng để làm gì? Nó sẽ gia tăng cái cự ly bắn, vị trí điểm bắn nó sẽ rất là linh hoạt. Đấy, cho gia chủ, để gia chủ hoàn toàn có thể bắn. Nếu như nó trùng vị cái ke này, vị trí bắt buộc phải nằm ở đây, thì nếu mà cái khung cầu phong mình nó nằm ở đây thì chúng ta sẽ bắn vít ở đây là xong thôi. Nhưng mà nếu vị trí cầu phong nó lại không nằm trúng vị trí cái tim của cái ke này, nó nằm ở đây thì chúng ta sẽ bắn vít ở đây, hoặc là lệch sang bên này bắn vít ở đây, hoặc là lệch sang bên kia chúng ta bắn vít ở kia, thì cái chiều dài này càng dài thì chúng ta sẽ càng linh hoạt cho cái việc mà chúng ta bắn ke vít lợp ngói các bạn nhé. Đó, thì cái bản mã này là rất là linh hoạt trong quá trình mà chúng ta lắp đặt để trùng với vị trí mà thanh cầu phong mà chúng ta sẽ có ở trên cái kèo các bạn nhé. Đó, thế còn cái vị trí này, mục đích của cái vị trí này làm gì? Để đôn lên, chúng ta sẽ vượt từ cái thanh cầu phong này thì chúng ta sẽ có một độ cao là chúng ta phải vượt qua, đó là cái chiều cao thanh mè. Đấy, ví dụ thanh mè thấp nhẹ đang là 4 phân. Cái thứ hai là chiều dài thân ngói các bạn ạ. Chiều dài thân ngói thì ở đây trung bình nó khoảng độ tầm 1 phân rưỡi. Đó, thì như vậy là cái ke này nó hiện tại nó đang cao tầm 4 phân rưỡi đến 5 phân gì đó. Đấy, mục đích là thế. Và còn cái đoạn chữ Z này, nó để làm gì? Cái chữ Z này mục đích là gì? Là để cái viên ngói ở hàng ngói phía trên này này các bạn này. Đây, ví dụ khi mà mình đặt viên ngói phía trên này ở đây thì cái chân ngói nó sẽ phủ trùm qua cái ke này. Đấy, nó nằm ở đây thì nó sẽ không, viên ngói chúng ta sẽ được nguyên viên mà chúng ta không phải cắt các bạn nhé. Đấy, thế còn cái việc này là giật lên để bắt buộc cái thanh này, là mục đích giật lên là tạo cái điểm tai để chúng ta bắn với cái hệ thống khung xôm, khung nhôm các bạn nhé, cái khung nhôm như này này. Đấy, và cái khung nhôm này sẽ là cái điểm để liên kết cái thanh tấm pin mặt trời ở đây. Đây các bạn nhìn cái khung nhôm này, khung nhôm bên dưới này các bạn nhé, bên dưới này này. Đấy, xong rồi chúng ta sẽ có con vít để ôm ở trên này để giữ cái tấm pin mặt trời nó không bị tác động của gió bão, nó không bị rơi, không bị tuột. Đó, thế thì cái ke này là cái ke mình xin lưu ý các bạn, đây là cái ke chuyên dụng dành cho giai đoạn thi công các bạn nhé. Có sự, tức là khi mà thi công mà đồng bộ giữa cả mái ngói và cả cái tấm pin mặt trời cùng một lúc thì chúng ta sử dụng cái ke này. Cái ke này có ưu điểm là hạn chế tối đa cái vấn đề chúng ta phải cắt xuyên qua ngói để gây rột. Đó, tuy nhiên cũng có một cái vấn đề xảy ra, đó là gì? Khi mà chúng trong quá trình thi công lắp đặt thì chúng ta sẽ gặp cái trường hợp là cái vị trí bắn ke này nó không thể trùng vị trí cầu phong. Đó, thì lúc này chúng ta sẽ buộc phải linh hoạt. Đấy, như ở đây thì là ví dụ như ở đây này, các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy, thì nó không, nó lệch một chút, nhưng mà anh em bên mình sẽ chế, anh mình sẽ chế cái con bản mã mặt bích ở đây. Đấy, để bấu giữa con bản mã này với hệ khung xương này, thế rồi sau đó cái ke này sẽ được liên kết với lại cái bản mã này. Đây là mình ví dụ mà mình để mình mô tả minh họa đấy các bạn nhé. Còn về thực tế ra thì chỉ cần, mình nghĩ chỉ cần bắn vào cái vị trí này cũng đã rất là ok rồi các bạn ạ. Bắn lệch một tí cũng không được, cũng được, không sao cả các bạn ạ. Thì cái tấm này cũng khá là nhẹ. Đấy. Thế còn việc là chúng ta bắn thêm con bản mã mặt bích ở bên này để liên kết về bên này nữa thì nó càng chắc hơn thôi các bạn ạ. Đó. Thế còn trong một số trường hợp nữa mà cái vị trí ke này nó lệch quá nhiều, ví dụ nó nằm ở đây chẳng hạn, thì lúc này chúng ta sẽ phải chế thêm một cái thanh cầu phong. Chế thêm một thanh cầu phong ở vị trí chỗ này nữa. Để mục đích là gì? Chúng ta có thể bắn được cái con thanh này. Ví dụ thanh cầu phong này chúng ta sẽ chế ở vị trí mà nằm bố từ thanh cầu phong này sang cầu phong bên kia. Đấy, chúng ta sẽ đặt chế thêm một thanh cầu phong nữa. Và vị trí thanh cầu phong này thì ở trên cái thanh này thì chúng ta có thể bắn bản mã cái con mặt bích của cái ke này vào bình thường. Thì đấy là cái mẹo khi mà chúng ta triển khai lắp đặt hệ khung kèo thép nhẹ và có sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời để chúng ta có thể triển khai thi công. Nói chung các bạn hoàn toàn có thể yên tâm, càng thép nhẹ thì lại càng chịu tải, vẫn chịu tải tốt và càng linh hoạt trong cái việc cứ mè để giúp chúng ta có nhiều điểm ke đỡ cho cái tấm pin năng lượng mặt trời hơn các bạn nhé. Đó, rồi, ok.
Rồi, vừa rồi thì mình đã chia sẻ những cái một vài cái thông tin cơ bản khi chúng ta lắp đặt tấm pin mặt trời kết hợp với thi công hạng mục khung kèo mái ngói. Thì nếu như các bạn cảm thấy nội dung video hay, bấm nút like nhé, và đăng ký kênh YouTube của bên mình. Và các bạn mong muốn một đơn vị thi công mái ngói chuyên nghiệp, hãy liên hệ hotline 0918 433 558. Rồi, cảm ơn các bạn và xin chào các bạn Hải Phòng.